Các bạn, mưa quá, vợ chồng ông chủ đang diễn mưa này. Vâng, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bonsai TV. Mặc dù trời mưa nhưng mà kênh cũng rất là nhiệt tình để gửi đến quý vị và các bạn những thông tin rất là chân thực của cuộc trưng bày ngày hôm nay. Vâng, rất nhiều những lãng hoa tươi thắm để chúc mừng nhà vườn nhân ngày khai trương. Mặc dù trời mưa rất to nhưng mà anh em cũng không ngại dầm mưa để ra ngắm cây. Và các bạn là tác phẩm truyền dòng rất là nổi tiếng của anh Nguyễn Trọng Trường, Trường Trường Giấy. Mưa quá, anh em đang trú mưa. Đây, khai trương trời mưa. Mong hồng phúc đến với em nhà vườn. Tranh thủ lúc trời mưa này tôi quay cho quý vị và các bạn một số cây. Khi mà trời mưa là quay cây rất là hợp lý, cây sẽ thể hiện cái vẻ già toát. Có những bóng hồng, trời mưa vẫn ngắm cây. Vì trời mưa cho nên là tôi không quay được chi tiết từng cây một. Tôi đang treo ô các bạn ạ, đang treo ô, không thể thò máy ra ngoài ô được. Cây mai chân thủy giáng huyền rất là đẹp, quanh hiệp cán. Xanh mini. Cây này đang dưới anh em rất là săn. Giá của nó bây giờ cũng trên 300 rồi các bạn. Hai cây. Trời mưa vứt rất là to. Cây gặp nước là toát lên vẻ già cỗi. Các bác đi một cây đi vào trời mưa như này thì không thể nhầm được đâu đúng không? Cây có giấy rất là nghe thật. Trong kia thì mọi người vẫn đang trú mưa. Cây xanh trực núi rồi, rất là đẹp. Khi trời mưa xuống thì những cây này nó toát lên cái màu vàng đồng, cái màu già lua. Cây huyền rất là đẹp. Rất nhiều những tác phẩm lựa chọn kỹ càng. Các bạn nhìn thấy tâm hồn yêu cây của các bác này. Đó. Rồi hôm mưa đi ngắm cây. Đây, mai thiếu thủy. Đẹp quá các bạn, đang rực hoa. Rất là thơm.
quang cảnh rất là tất bật mặc dù trời mưa, thể hiện tình yêu cây. Tác phẩm rất là đẹp luôn. Khi trời mưa thì cây trẻ lên vẻ đẹp rất là dài. Thank you.